Good morning, California. Chào các bạn buổi sáng. Chào các bạn Việt Nam buổi tối. Hôm nay là ngày thứ 7 tháng 9 ngày 16 năm 2023. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Trời Cali lúc nào cũng âm u, buổi sáng là âm u, trưa nó mới nắng. Tại vì mùa thu Cali mùa thu thì buổi sáng hay âm u rồi mát 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 rồi trưa nó nắng nóng. Một ngày hôm nay là một cái ngày cũng có nhiều cái tin nổi bật mà đôi khi những người không quan tâm tới nghe cũng cảm thấy là mình cần để nghe. Thì hôm nay thì theo cái nguồn tin mà mình biết được cái mình đọc được á thì cái anh chàng Trung Quốc có khả năng đóng tàu chiến cho quân đội Trung Quốc á với tốc độ gấp 200 lần của Mỹ. Một cái tin giật gân như vậy đó. Theo thông tin tình báo của Hải quân Hoa Kỳ bị rò rỉ, năng lực đóng tàu của Trung Quốc đã lấn át khả năng của Mỹ. Theo thông tin tình báo của Hải quân Hoa Kỳ, người phát ngôn của Hải quân đã xác nhận tính xác thật của tài liệu bị rò rỉ với Fox News Digital, là coi như cái thông tin rò rỉ này mà đã được một cái người trong quân đội á, tình báo quân đội á, họ xác nhận rồi, cái tin này là đúng chứ không phải là cái tin mà đoan mò nữa. Lầu Năm Góc á cho biết Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới và có thể có hạm đội gồm 440 tàu vào năm 2030. Một cái tin coi như là hết hồn, mà coi như là mọi người trên thế giới trước đây không quan tâm đến cái vấn đề này, nhưng bây giờ nghe cái tin này á, thì cũng phải giật mình. Đó, cho dù bạn là người không có thích về quân sự chính trị nhưng mà nghe cái tin này các bạn cũng cảm thấy hết hồn. Trung Quốc nó nhanh đến như vậy. Năng lực đóng tàu của Trung Quốc lớn hơn Mỹ gấp 232 lần theo thông tin tình báo của Hải quân bị rò rỉ. Thì cái năng lực đóng tàu của Trung Quốc bây giờ nó kinh hoàng như vậy đó, nó đóng tàu mình nhiều lắm. Mà toàn là tàu bự không à, chứ không đóng tàu nhỏ. Theo một cái slide tóm tắt của Hải quân Hoa Kỳ bị rò rỉ với thông tin được lưu hành trực tuyến vào tháng 7. Theo cái số liệu nhìn thấy trong cái slide là cái màn hình họ chiếu lên cái bức tường đó các bạn. Là cái máy chiếu đó. Giống như là cái máy chiếu phim rạp ngày xưa mình chiếu rồi. Thì nó kêu là cái slide là cái màn hình chạy 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 qua đó. Thì theo cái số liệu ấy, các nhà máy đóng tàu của Trung Quốc có công suất trên 23,2 triệu tấn, gấp hơn 232 lần so với công suất dưới 100.000 tấn của Mỹ. Coi như là cái số lượng tàu mà lớn với công suất mà 23 triệu tấn á, nó nhiều gấp 232 lần so với những chiếc tàu nhỏ nhỏ 100.000 tấn của Mỹ. Là vì thường thường họ sản xuất tàu nhỏ thì rẻ tiền nên họ sản xuất nhiều, còn tàu lớn mắc tiền họ sản xuất nó ít, phải không? Nhưng mà Trung Quốc lại sản xuất gấp 232 lần những cái tàu lớn, mà nhiều hơn gấp 223 lần so với mấy tàu nhỏ nhỏ của Mỹ. Thì với còn đó là so với tàu nhỏ, so với tàu bự thì không biết bao nhiêu nữa, là vì tàu bự người ta ít đóng vì chi phí mắc quá. Cái người phát ngôn của Hải quân Hoa Kỳ nói với Fox News Digital trong một bài báo đăng ngày 14 tháng 9 rằng slide tóm tắt là xác thật. Đó, họ xác minh là những điều mà đưa ra trên bài báo này là có thật chứ không phải là những thông tin mà chưa được xác nhận. Đây là đã được xác nhận rồi đó. Cái người phát ngôn cho biết slide này cung cấp bối cảnh và xu hướng về năng lực đóng tàu của Trung Quốc, nhưng cảnh báo rằng Hải quân không có ý định coi đó là một cuộc đi sâu
vào toàn diện ngành đóng tàu thương mại của Trung Quốc. Họ chỉ nói là nói sơ sơ qua thôi chứ không nói chi tiết vào trong cái ngành đóng tàu của Trung Quốc, mà họ chỉ cái bài báo đó, cái thông tin là chỉ là tóm lược thôi, họ chỉ nói vắn tắt lại là như vậy thôi chứ họ không đi sâu vào cái chi tiết của cái ngành đóng tàu Trung Quốc. Người phát ngôn cho biết slide này, cái slide show này được Văn phòng Tình báo Hải quân phát triển từ nhiều nguồn công khai như một phần của bản tóm tắt tổng thể về cạnh tranh chiến lược. Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường năng lực hải quân của mình. Theo báo cáo của Viện Hải quân Hoa Kỳ từ năm 2021, thì quốc gia này có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với 355 tàu trong một hạm đội. Một cái hạm đội của nó là đi 355 tàu đó. Trong lúc đó thì Mỹ thì có ít tàu hơn, cái hạm đội của tàu đi thì ít hơn so với Trung Quốc. Bây giờ cái số lượng tàu của Trung Quốc nó vượt trội rồi. Nếu mà tính về số lượng thì Trung Quốc bây giờ là cái thủy quân của hải quân của Mỹ là thứ nhì, còn Trung Quốc là thứ nhất thế giới rồi, lớn kinh khủng, lớn hơn nhiều nhiều luôn chứ không phải lớn hơn ít. Cái thủy quân của Hoa Kỳ thì bây giờ nó bị cái tới lượng số lượng tàu nó không bằng Trung Quốc nữa. Báo cáo thường niên năm 2022 của Lầu Năm Góc về sự phát triển quân sự của Trung Quốc á, thì dự đoán thêm rằng hạm đội Trung Quốc sẽ tăng lên 400 tàu vào năm 2025 và 440 tàu vào năm 2030. Không những đấy, ngang đó một cái hạm đội không có thể là ngang đó mà còn tăng lên đến 440 tàu vào năm 2030, trong khi lúc đó quân đội Mỹ thì sao? Để so sánh, Mỹ có hạm đội nhỏ hơn gồm 296 tàu. Một cái hạm đội của Mỹ thì có 296 tàu thôi, ít hơn một trăm mấy, gần 200. Bây giờ là ấy, còn đến năm 2030 thì chưa biết. Theo báo cáo năm 2021 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tuy nhiên hải quân Mỹ vẫn được coi là mạnh nhất thế giới. À, không phải là nhiều tàu là mạnh, phải không? Nhiều tàu là quân đội có nhiều tàu nhất thế giới thôi, chứ không phải là mạnh nhất thế giới. À, hai cái nó có nghĩa khác nhau. Cái hải quân của Mỹ thì chỉ có 296 tàu thôi, nhưng mà được coi là cái hải quân mạnh nhất thế giới. Khi mà Bộ trưởng Quốc phòng mà Mỹ Mark Esper cho biết vào năm 2020 rằng ngay cả khi Mỹ ngừng đóng tàu, Trung Quốc cũng phải mất nhiều năm để sánh ngang với sức mạnh của hải quân Hoa Kỳ. Đó là coi như là bây giờ Mỹ vẫn còn tiếp tục đóng tàu chứ không phải là ngừng. Thì họ nói nếu mà Mỹ ngừng đóng tàu hồi năm 2020 á, là ngừng đóng tàu luôn á, thì Trung Quốc cũng có phải mất nhiều năm nữa mới có thể sánh được cái sức mạnh về 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 hải quân với Mỹ. Thì gọi là chiến thuật biển người thôi, Trung Quốc là chỉ dùng chiến thuật biển người, cái gì cũng dùng số đông áp đảo số yếu, cũng nguy hiểm lắm chứ, nó nhiều quá nó tràn qua cái ào bắn đạn kịp, gọi là lắp đạn không kịp để mà bắn đó. Giống như Việt Nam mình năm 82 đó, Trung Quốc nó dùng chiến thuật biển người nó tràn qua biên giới Việt Nam đó, thì lúc đó là bộ đội của Việt Nam mình không kịp lên đạn để mà bắn nữa. Đó, nó đông quá trời đông luôn, nó tràn qua ngã này rớt xuống thằng kia chui lên, rồi là cái tốc độ nó tiến quân nhanh cũng làm cho mình thấy mình run tay, mình cái tay mình nó run mà gắn đạn cũng không kịp để mà bắn. Theo những người bạn của mình kể lại là như vậy, vì họ có đi đi bộ đội đi đánh giặc ở biên giới lúc bây giờ, thì họ kể là coi như cung ở trên thì nó bắn cái đó, cái loại đạn mà nó rớt xuống nó nổ cái đùng một cái nó bay lên trên trời, cái rồi ở lên trời nó nổ ngược xuống lại, nó chụp xuống giao thông hào, là coi như là mình núp ở dưới giao thông hào cũng chết. Cho nên chỉ núp vào trong mấy cái hầm chữ A đó
cái hầm mà họ họ làm chéo chéo này kêu là hầm chữ A, trong quân đội họ kêu là hầm chữ A, phải chui vô đó thì mới còn sống thôi, chứ còn mà núp ở dưới sau thông hào là cũng bị chết, vì cái đạn của Trung Quốc nó ra cái loại đoạn đạn mà hắn rớt xuống nổ cái đùng ấy, nó bay lên trời cái hắn hiện ra nhiều cái quả bom đạn nhỏ 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 nó nổ chụp xuống dưới đất đó, làm cho mình núp dưới sông hay sông giao thông hào cũng chết, không có thoát được cái đó. Thì cái quân đội của Trung Quốc cho những cái đó đi trước, sau đó họ cho quân đội bộ binh đi sau, nó tràn qua Việt Nam đó, là bộ đội Việt Nam mình lúc bấy giờ là thấy cái lính mà nó tràn qua ao ao như vịt bầy vậy đó, nó lùa qua như vậy, súng máy bắn được băng mấy trăm viên hết đạn rồi thôi, lắp đạn vô lại là không kịp, là vì nó gần quá rồi mà nó đông quá, bao nhiêu là run 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 cái tay gắn viên băng đạn vô gắn cũng không là không dính. Đó là như vậy, là lính mới mà bạn mình thời đó thì cũng đi đi lính, cái là đẩy qua đi bộ đội cái đẩy ra biên giới đánh liền, cho nên run khiếp luôn. Đó là về kể lại cho mình nghe là cái trận đánh ở năm biên giới năm 82 thì phải, 81 82 gì đó, cái đó thời khoảng đó. Khi lúc mà Mỹ lúc mà Trung Quốc gì đó dạy cho Việt Nam một bài học đó, đó là lấy cái thời điểm đó đó. Thì cái ông mà tướng ở bên hải quân Mỹ Esper này á, cho biết điều này là do cái bề dày kinh nghiệm. Ông nói vì sao mà coi như là Trung Quốc phải mất nhiều năm mới mới sánh ngang tầm sức mạnh của quân đội Hoa Kỳ, thì ông mới giải thích là cái điều này là do bề dày kinh nghiệm và khả năng công nghệ của hải quân Mỹ. Số lượng tàu rất quan trọng, ông nói là cái số lượng tàu cũng rất là quan trọng, nhưng chúng không thể nói lên toàn bộ câu chuyện, là vì anh đông thì anh có thể anh áp đảo người ta được, nếu như mà người ta có vũ khí hay hơn bắn phá chết bốn năm chiếc tàu, chìm bốn năm chiếc tàu một phát thì nó lại là chuyện khác, một chiếc bắn lúc hai ba chiếc thì nó lại là chuyện khác, còn bên kia đông tàu thôi nhưng bắn không trúng đó, bắn tới bị người ta bắn lại rớt quả tiễn, bắn đi người ta bắn lại cái phá ngay giữa đường, cho nên đâu phải là muốn bắn được là bắn đâu, đâu có dễ dàng đâu. Cho nên ông nói số lượng tàu là một chuyện, nhưng mà đánh nhau là một lại là một chuyện khác. Thì họ có vũ khí hiện đại hơn, trên tàu họ trang bị những vũ khí bắn siêu đẳng hơn, bắn chính xác hơn, phát nào chìm phát đó, thì nó lại khác, cái năng lực chiến đấu nó lại khác. Tuy ít tàu thì nó cái đạn nó bắn đi thiển trạch dễ dễ khó trúng hơn, còn tàu Trung Quốc đông thì bắn nhiều khi mà súng mà đại bác mà hạ nòng hoặc súng máy là hạ nòng thấp xuống bắn trật chiếc này thiển xuyên qua chiếc kia thôi, thì coi như cái đâu phải lâu đông mà là được đâu. Thì đó là ý là mình nói thôi chứ không phải là ông nói. Đó là mình nói vui thôi, mình ví dụ như là biển người biển tàu vậy đó, nguyên tàu mới dăng hàng ngang ra thì bắn trật chiếc này thì xuyên qua chiếc kia vậy thôi, cho nên đại khái là mình nói cái số lượng đông chưa chắc là đã là mạnh nhất thế giới, chỉ là nhiều nhất thế giới thôi. Rồi cái thông tin mà tiếp theo lại là một cái người mà coi như là nhiều tài lắm tật, nhiều tiền lắm tật nữa, đó là ông Elon Musk. Một cái tin mà báo mà vừa đăng lên là họ nói là cái chuyện bê bối giữa cái ông mà đồng sáng lập Google Sergey Brin lặng lẽ ly hôn vợ trong năm nay sau cáo buộc ngoại tình với Elon Musk. Một cái tin giật gân nữa. Thì câu chuyện hôm nay bài báo này viết đầu đuôi ra sao thì mình sẽ phân tích từng đoạn cho các bạn nắm thấy là coi như cái bài báo này viết nó đúng sự thật hay không. Thì chưa có bên nào bên bên một cái bên nào xác nhận cả, chỉ có một mình ông Elon Musk ra xác nhận thôi. Sergey Brin đệ đơn ly hôn với người vợ thứ hai Nicole Shanahan vào tháng 1 năm 2022. Những cáo buộc ngoại tình về Shanahan và Elon Musk đã gây ra sự chia rẽ. Ông đổ lỗi cho là do bà vợ ông ngoại tình với Elon Musk. Vụ ly hôn được hoàn tất vào ngày 26 tháng 5. Hồ sơ tòa án mà Insider thu được cho thấy người đồng sáng lập Google Sergey Brin đã lặng lẽ hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 5 với Nikolai với Nico
Sanahan sau những cáo buộc về mối quan hệ ngoại tình giữa Sanahan và người bạn lâu năm của mình, ông chồng của bà đó, Elon Musk và ông Brin này là hai người bạn chơi với nhau từ lúc, loại là nói theo kiểu mà dân giả thì từ lúc mà cơ hàng kia, lúc mà ông Elon Musk còn nghèo nghe, giống vậy như bây giờ. Thì thời đó thì ổng mà là đồng sáng lập của Google, ổng giàu rồi, thì ông Elon Musk cũng triệu phú rồi, nhưng mà không phải như giàu như bây giờ. Thì đọc khúc này thì mình cảm thấy ông Elon Musk này một người quá xấu xa, nếu là sự thật không? Thì đọc tiếp theo cái bài đoạn này thì mình nói, trong đầu mình mới đọc khúc này thì mình nói ông Elon Musk ổng tồi tệ quá, ổng lắm tài nhiều tật. Thì bây giờ mình ráng đọc tiếp cái bài báo coi thử sự thật nó như thế nào. Thì Sanahan, một luật sư và là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận BAE cho Foundation, là coi bà cũng là người sáng lập cái tổ chức phi lợi nhuận cho BAE cho Foundation, là không biết bia này là bia theo là cái gì đây. Thì BAE cho Foundation là cái tên của cái hội mà từ thiện hay là cái gì đó, cái mình không rõ, chắc là hội từ thiện BAE cho Foundation. Thì ở bả cũng là cũng người tài giỏi, bả là luật sư rồi, bả sẽ là người sáng lập ra cái tổ chức này, thì bả cũng có uy tín, chứ không phải là người mà tơ lơ mơ mà cưới về làm vợ. Bà cũng là người rất là giỏi. Thì vụ ly hôn xuất phát từ những cáo buộc ngoại tình giữa Sanahan và Musk, người bạn của Brin trong nhiều năm. Musk từng trìu mến nhớ lại khoảng thời gian Tesla gặp khó khăn trong những năm mới thành lập, nhưng Brin và Larry, người đồng sáng lập Google, vẫn ở lại, vẫn quyết định đầu tư vào công ty của Elon Musk. Đó, cái họ là bạn thân cho nên họ giúp, thấy công ty của Elon Musk te tua rồi. Lúc đó Tesla ra cái đợt đầu tiên, cái công ty mà Tesla mới ra cái sản phẩm đầu tiên cũng bị người tiêu dùng tẩy chay không có xài, nên bán xe không có được. Cho nên họ thấy tiềm năng xe điện cho nên họ vẫn ủng hộ Elon Musk, một mặt là bạn nữa, bạn chơi với nhau cũng lúc hàng vi mà, cho nên họ cũng giúp Elon Musk, họ đóng tiền, họ góp tiền vô trong cái cổ phần của Elon Musk. Thì Musk nói trên Twitter là bây giờ gọi là trang X, bây giờ ông đổi cái trên Twitter thành cái trang X rồi. Thì ông nói là năm 2022 cái trang báo mà tạp chí, cái trang tạp chí mà phát hành năm 2022 á, là hoàn toàn sai lầm, là bởi vì cái vụ ly hôn vào năm 2021 thì cái tạp chí 2022 nó phát hành ra, họ nói như vậy đó. Thì ông mới nói là cái trang báo chí này là hoàn toàn sai lầm, ông nó kiểu mà nó nghe thông tin không có rõ ràng đâu đó thì nó đưa đại vậy thôi, để gây sốc thôi, gọi là báo lá cải thôi. Thì Sergey và tôi là bạn bè, ý nói là cái ông mà chồng của cái cô Sanahan đó, là với ổng với Elon Musk là bạn bè, và cũng cùng nhau dự một buổi tiệc tối hôm qua. Anh viết vào ngày 24 tháng 7 năm 2022, ngày 24 tháng 7 năm 2022 á, thì Elon Musk cũng lên Twitter viết cái đoạn này, nói rằng là cái ông Sergey và tôi là bạn bè và cũng đã cùng nhau dự một bữa tiệc tối hôm qua. Thì làm sao mà có cái chuyện mà đó xảy ra. Đó, ông minh bạch cái. Thì cái bà tôi chỉ gặp Nico 2 lần trong 3 năm. Cả 2 lần đều có nhiều người khác xung quanh. Thì không có thể nói đến sự lãng mạn cả. Không có gì để mà lãng mạn hết á. Thì ổng bác bỏ cái tin đó, ổng nói gặp nhau có 2 lần trong 3 năm thì làm sao mà có chuyện gần gũi. Đó là bạn bè rồi, người thân rồi, tiệc tùng rồi, người bao bay xung quanh thì làm sao có cái chuyện riêng tư được. Cái bà vợ của cái ông Google á thì cũng nói ông, cái bà Sanahan á cũng phủ nhận việc cô quan hệ ngoài hôn nhân với Musk.
cô gọi vụ bê bối là hoàn toàn hoang tưởng. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí The People, là trong trong một cái tờ báo nhân dân á, thì bà nói là cái những cái tin đó đều là hoang tưởng, không có thật. Chẳng qua cái cuộc tình của bà nó đến thời kỳ nó không còn nồng ấm nữa thôi. Rồi có thể là một lý do ghen tuông nào đó thì của cái ông chồng á, thì ông thấy nhiều khi cái ánh mắt nhìn hay là cái sự lơ là với ổng hay sao đó, thì ổng cứ gọi là ghen bóng ghen gió. Ông này cũng hai đời vợ rồi, thì bây giờ đời vợ này thì cũng giống nhau thôi, chắc cũng do cái tật xấu thôi đó. Bà nói là hoàn là toàn hoang đường, không có thật đó. Thì cũng là một cái tin nữa cũng liên quan đến ông thần Elon Musk, cũng lắm tiền nhiều của rồi, cũng lắm tần nhiều tật nữa. Thì Đài Loan đã công khai chỉ trích Elon Musk vì tuyên bố của ông rằng họ một phần của đọc lộn này, một phần của thể, một phần không thể thiếu của Trung Quốc. Nói Đài Loan là một phần không thể thiếu của Trung Quốc đó. Ông tuyên bố lên trên giữa công chúng vậy đó, ông nói với phóng viên báo chí rằng á là Đài Loan là một phần không thể thiếu của Trung Quốc. Chơi sắp hàng chưa? Ông nói là thì bên Đài Loan á, khi lúc mà Trung Quốc nghe được cái tin này khoái lắm, đăng lên y sao đầy trang bên Trung Quốc á, thì bên Đài Loan với Trung Quốc thì tiếng Hoa với nhau, thì họ bắt kịp liền, họ nghe liền, thì họ lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Các hoạt động mà hòa giải tàn bạo của Trung Quốc thì không thể chấp nhận được, cho nên Trung Quốc hãy đưa ra những cái sự mà hòa giải toàn là đàn áp không à, không thể chấp nhận. Thì mà ông Elon Musk cũng đưa ra cái tin này xác nhận thêm nha, cho báo chí biết là Đài Loan cũng thuộc về Trung Quốc, thì là một phần của Trung Quốc không thể tách lời được. Ông chơi một câu vậy đó. Thì từ xưa đến giờ báo chí và Mỹ cũng vậy, Mỹ vẫn nói là Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nên Mỹ không ủng hộ Đài Loan là ra riêng độc lập. Thì ông này ổng chỉ suông miệng ông nói vậy thôi, thì ông nói là đó là chuyện bình thường. Thì bắt đầu báo chí bị công kích nhiều quá, thì ông mất ổng mới lên phát biểu tiếp. Ông nói là tại một cuộc hội nghị công nghệ ở Los Angeles hôm thứ Tư, cho biết Đài Loan là một phần của Trung Quốc và ví mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc giống như mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hawaii. Đài Loan đã phản ứng quyết liệt vào thứ Năm. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần của Trung Quốc, nhưng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Trung Quốc đó, đại khái là nó nói văn chương thôi, đảng Cộng sản Trung Quốc thì chưa bao giờ cai trị Đài Loan, duy trì nền độc lập của mình cả. Thì ổng bên cái phía bên Đài Loan họ nói là Trung Quốc á, là họ nói một cách cũng lịch sự, nói là Trung Quốc là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này chưa bao giờ có một cái sự cai trị nào ở trên cái miếng đất mà Đài Loan cả, cho nên là không có quyền gì á. Việc Đài Loan là từ đó đến giờ á, lập quốc đến từ hồi đó đến giờ á, thì chưa bao giờ mà dưới sự cai trị của Trung Quốc cả đó. Nên là như vậy, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, nôm na là như vậy. Bộ trưởng Ngoại giao của hòn đảo Dân chủ Joseph Wu đã chỉ trích mất vì những bình luận của ông, và Bộ Ngoại giao nói với Newsweek hôm thứ Sáu rằng Đài Loan kêu gọi các nước dân chủ công nhận tham vọng bành trướng của độc tài của Trung Quốc, là họ cho họ xác nhận những cái lời mà tham lam với là độc tài của Trung Quốc á, họ yêu cầu thế giới công nhận cái đó là không đúng đó. Trung Quốc quá độc tài cho nên người ta không muốn sáp nhập, là vì lý do vì sao mà Đài Loan với Trung Quốc tách ra làm hai, là nguyên nhân là ông Trưởng Giới Thạch với ông Nhật Dân Tiên gì đó, thì hai ông đó là anh em cục chèo, cho nên có hai cái chí hướng khác nhau. Ông thì đi theo chủ nghĩa cộng sản, ông thì đi theo chủ nghĩa tư bản,
thì hai ông ngồi cãi lộn nhau riết, đem quân ra quánh nhau, ông nào cũng tướng hết đó. Thời đó Trung Quốc có nhiều cái nhóm phe khác nhau, cho nên hai cái nhóm này họ kình nhau, thì phe nào cũng nói tao là đúng mày sai hết đó, cho nên hai anh em cục kèo vác quân đánh nhau. Thì ông tưởng như thằng ổng thua, ổng rút quân ra ngoài đảo Đài Loan ổng ở. Thì bên ông Tôn Nhật Tiên á, hay là ông nào đây ta mình cũng quên rồi, cái câu chuyện lâu quá mình quên, hình như là Tôn Nhật Tiên á, thì lúc đó mới thôi đuổi ông ra tới Đài Loan rồi thôi, ngưng cho ông còn con đường sống, đại khái là vậy, đuổi ông đi rồi thôi. Rồi mà trong lúc là hai người vợ là hai chị em ruột đó, ba chị em ruột đều lấy chồng tài giỏi hết á, là tướng thứ dữ hết á, cho nên họ không nói người chị người thứ ba, mà họ chỉ nói nổi trội lên là hai cái ông, hai người vợ với hai người chị chồng lãnh đạo hai đoàn quân đánh nhau, là coi như nồi da sáo thịt, hai gia đình hai chị em đánh nhau hai ông chồng của hai chị em đánh nhau, rồi đuổi ông tự nhiên là ra ngoài đảo Đài Loan. Thì ngoài đảo Đài Loan cái thời bấy giờ thì nó hoang vu lắm, chưa có người, nhiều người có mấy cái dân đánh cá thôi. Thì ông ra ông lập quốc ở đó. Thì ông thời đó thì quân đội của Trung Quốc của nó cũng không có tàu bè gì hiện đại hết, nhưng nó muốn ra đó mà đánh cũng khó nữa, là vì phải qua một cái eo biển cho nên rộng mênh mông đó, thì ra đó thì chỉ chết chìm thôi, cho nên thôi ông nói thôi để đó cho mày yên đó đi, mày ra đó mày làm sao cho ngon hơn tao được rồi. Nhưng mà ra đó thì bây giờ ông làm ngon hơn Trung Quốc, bây giờ đến đời ông Tập Cận Bình lên thì ông thấy ngon quá, thôi tôi lấy về làm tài sản chung nhé, để mày ôm riêng cho được đó, là như vậy. Bây giờ thấy Đài Loan phát triển mạnh mẽ quá, sản xuất chip hùng mạnh nhất thế giới nữa, cho nên Trung Quốc thấy nguyên cục vàng nằm đó mê quá, ra bằng mọi giá lấy lại. Đó là lý do tại sao Trung Quốc thực sự đã có nửa thế kỷ. Cái ông Elon mới đồng nói á, là bây giờ đọc cho nó đầy đủ nguyên văn này, để tả như nguyên văn thì cái ông mà Elon Musk ông nói: tôi hiểu rõ về Trung Quốc, tôi đã đến đó nhiều lần, tôi đã gặp lãnh đạo cấp cao của chính phủ ở Trung Quốc trong nhiều năm, và vì vậy tôi nghĩ rằng với tư cách là một người ngoài cuộc, tôi đã hiểu khá rõ về Trung Quốc, và Tesla đã rất thành công ở thị trường nội địa Trung Quốc. Ông Elon Musk ông nói vậy đó. Trung Quốc thực sự đã có nửa thế kỷ hoặc lâu hơn, chính sách của họ là thống nhất Đài Loan với Trung Quốc. Theo quan điểm của họ, nó có thể tương tự như Hawaii hoặc đại loại như thế. Thì ông Elon Musk ông bình luận là như vậy, ông nói cái lý do vì sao mà ông nói Trung Đài Loan thuộc về là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Thì ông nói thì vì ông hiểu Trung Quốc luôn luôn rình rập, luôn luôn muốn chiếm lấy Đài Loan thôi, cả thêm nửa thế kỷ nay hoặc hơn như vậy nữa. Thì dù sao nữa trong binh sử của Trung Quốc thì lúc nào cũng phải đem Đài Loan về đất mẹ hết, mà xưa nay vẫn vậy thôi. Đài Loan vẫn không công nhận là một nước độc lập, họ vẫn nói họ là một phần của Trung Quốc thôi, chẳng qua khác chủ nghĩa, khác tư tưởng. Cho nên ông Elon Musk ông nói chỉ là ông nói sự thật thôi, chứ đâu có cái gì mà nào thái quá mà bị Đài Loan lên án. Mà đúng ra thì cũng có nhiều người khi lúc mà nghe ông Elon Musk ấy, mà phán như vậy á, thì họ nói: ôi cái ông này ổng nhân tài, ổng cao siêu như vậy, tại sao ổng đi mở miệng mà đi nói những cái câu mà gọi là không đáng nói, tốt nhất là ổng làm thinh đi, ổng lờ cái câu chuyện đó đi, thì cũng chẳng ai bắt buộc ổng nói cả. Chẳng lẽ ổng nịnh bợ Trung Quốc để ổng mở thêm một cái hãng xưởng Tesla thứ hai, thì chủ yếu là do cái tiền mà đưa đẩy ổng nói ra cái câu đó, hoặc là Trung Quốc nói ổng: ô mày nói vậy đi thì tao sẽ cho mày mở thêm một cái hãng xưởng nữa tại Trung Quốc, tha hồ hốt bạc, nói vậy thôi. Thì họ suy luận mông lung như vậy, họ đoán già đoán non về ông Elon Musk. Ổng chắc vì ổng tham tiền, cái gì ổng cũng bán được. Thì bên Đài Loan cũng nói ông Elon Musk là cái gì cũng bán được, là có thể bán luôn cả cái sự tự do của ổng đó. Thì ổng mới nói tiếp là cái hạm đội Thái Bình Dương
của Hoa Kỳ đã ngăn chặn bất kỳ nỗ lực thống nhất nào bằng vũ lực của Trung Quốc. Đó, ông ví á. Cái bây giờ Đài Loan lúc nào có quân đội của Mỹ, hạm đội Thái Bình Dương cũng lúc nào cũng chực chờ nằm đó canh, sợ Trung Quốc tấn công. Đó. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu đã lên trang xã hội X, trước đây là Twitter thuộc sở hữu của Musk, để chỉ trích tỷ phú này khi truyền thông nhà nước Trung Quốc tung ra đoạn clip chia sẻ rộng rãi. Thì lúc mà ông lên ông chửi Elon Musk đủ thứ lời hết đó. Chê ông rồi nói thì khi mà Trung Quốc quay cái đoạn mà ông nói đăng lên tùm lum trên bên Trung Quốc á, đó. Nghe cái ông đó, ông Gu này, ông nói nghe này, Đài Loan không phải là một phần của Trung Quốc và chắc chắn không phải để bán. Gu cho biết tên trên tài sản X, là tài sản Twitter đó, cái tài khoản Twitter đó. Chính hy vọng của Elon Musk cũng có thể yêu cầu Trung Quốc mở trang X cho người dân của Trung Quốc sử dụng, bởi vì bên Trung Quốc họ cấm. Có lẽ anh ấy nghĩ việc cấm nó là một chính sách tốt, giống như tắt Starlink để ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine chống lại Nga. Bây giờ họ cái ông Gu này, ông ngoại trưởng Gu gì đây, thì ông mới nói ông Elon Musk nó chẳng là ông thích Trung Quốc cấm cái trang mạng Twitter của ông hay sao, rồi còn ông thích là coi ngắt cái nguồn Starlink cái internet khi mà quân đội ở Ukraine đang mở cuộc tấn công phản công Nga, thì đó là cái sự thích thú của ông hay sao đó. Ông châm biếm là ông Musk. Nhưng mà theo mình nghĩ thì một người tài giỏi, một người gọi là xuất chúng như vậy thì không đến nỗi mà họ đưa ra những một cái phát ngôn mà gọi là quá dở như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Jeff Liu là ông Đài Loan á, trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm nói thêm, chúng tôi không thể biết liệu ý chí tự do của Musk có được bán hay không, nhưng Đài Loan không phải để bán, đó là điều chắc chắn. Đó, ông châm biếm ông Musk á, là cái gì ông cũng bán, bán đứng cái tự do của ông. Trong lúc đó Twitter của ông thì bị cấm bên Trung Quốc, ông cho bên Trung Quốc nó không cho mở, thì ông mới đem những cái lý luận đó ra, ông châm biếm lại ông Musk có những cái phát ngôn mà nói bậy bạ đó. Thì Musk phớt lờ rằng người Trung Quốc không có quyền tự do ngôn luận cũng như quyền tự do internet đó. Đây, cái này thì ông Musk ông trả lời ông im re. Ok, Trung Quốc và Mỹ đang tăng cường tập trận quân sự quanh Đài Loan. Theo quân đội Hoa Kỳ, vào ngày 9 tháng 9, tàu khu trục USS Rapp Johnson, tàu khu trục Ottawa của Hải quân Hoàng gia Canada đã đi qua eo biển Đài Loan trong cái mà họ gọi mô tả là hoạt động tự do hàng hải. Đó. Đài Loan là một nền dân chủ được cộng đồng quốc tế công nhận và có cuộc bầu cử dân chủ thường xuyên, đã trở thành một phần trong cuộc sống của người dân Đài Loan, là nền tảng và kết quả quan trọng giữa Đài Loan và các nước dân chủ khác. Là coi như Đài Loan họ bây giờ họ nói họ là một cái nước độc lập, họ có bầu cử tự do, họ có người dân sắc đi bầu đàng hoàng, cho nên là một phần trong cái khối dân chủ, chứ không thể nói là của Trung Quốc một cái khối mà không có tự do. Nói vậy đó, Bộ Ngoại giao kêu gọi người dân bất kể vị trí chính trị đoàn kết để bảo vệ các giá trị dân chủ của Đài Loan, bác bỏ sự hòa giải Trung Quốc trong các cuộc bầu cử và chào đón các cuộc bầu cử dân chủ ở Đài Loan với ý chí tự do. Bây giờ Đài Loan bắt đầu mới lên tiếng, mới tuyên bố ra là Đài Loan là phải như vậy, phải như kia đó. Thì theo mình bình luận, theo mình hiểu cái ý của ông Elon Musk, ông không phải là một người tầm thường, ông là một siêu nhân rồi, ông là một người có thể tương so sánh với Trung Quốc là một người giống như ông Gia Cát Lượng chẳng hạn đó. Ông Elon Musk này ổng là một người tài giỏi mà có thể ổng có thể so sánh ngang hàng với Gia Cát Lượng của Trung Quốc, hoặc là mấy ông mà thời xưa mà nổi tiếng trong mấy phim bộ Việt Nam mình hay coi đó. Việt Nam mình hay coi mấy phim bộ của Trung Quốc, Gia Cát Lượng, Khổng Minh, Khổng Tử rồi gì đó. Đó. Thì cái ông Elon Musk này ổng cũng thuộc dạng đó, chứ không phải là ổng hàng dạng vừa.
giống như vừa rồi ổng ngắt cái internet của Ukraine là để đánh đồng cái quốc hội Mỹ, cái ký hợp đồng trả lương trả tiền đàng hoàng với ổng. Đó là một cái cách để ổng làm, ổng không cần đi van xin, không nài nỉ, ô tôi cho đưa internet phải trả tiền cho tôi, đi rồi nợ, cái dạng đi rồi nợ. Ổng có chơi chiều đó là thấp hay kém rồi. Bây giờ ổng dùng cái sức mạnh của ổng, ổng cắt cái bụp rồi, cả quốc hội súng lại họp rồi, ký giấy, ký hợp đồng. À, tao trả tiền cho mày đều mỗi tháng thế này nè. Khi nào tao hết rồi hợp đồng thì tính tiếp. Đó, phải có báo trước mấy tháng hoặc là bao nhiêu tuần để tao chuẩn bị. Đó, là như vậy. Thì cũng giống như Đài Loan bây giờ, ổng nói Đài Loan từ xưa đến giờ Trung Quốc nó nói là cả gần cả một thế kỷ nay nó vẫn nói Đài Loan là một bộ phận không thể tách rời của Trung Quốc. Đó, nhưng mà Đài Loan thì cứ được Mỹ bảo kê, được hạm đội Hải Thái Bình Dương của Mỹ lúc nào cũng chạy vòng vòng quanh hòn đảo bảo vệ cho Đài Loan. Rồi bây giờ thì có thêm cái hạm đội của Canada đi vòng vòng nữa. Thì mai mốt có Úc, có đồ Ấn Độ chạy vòng vòng nữa để bảo vệ Đài Loan. Thì ông thấy cái tình hình này nó tại sao phải như vậy? Nếu mà Trung Quốc nó đã đánh là nó đánh rồi. Nếu đánh được là nó đánh rồi. Mỹ đã bảo vệ rồi. Thì tại sao mà việc mình hỏi ngược lại cái câu mà người ta trách móc ông Elon Musk như vậy, thì mình hỏi ngược lại, ông nói như vậy là có cái ý của ông. Ý ông là muốn Đài Loan phải đứng ra xác nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, có tên, có tuổi, đó, có ngày tháng năm sinh. Để vì sao? Trung Quốc nó đánh là nó đánh rồi, nó đánh không được, bây giờ là cơ hội vàng cho Đài Loan để đứng ra tuyên bố độc lập, không phải là một phần của Trung Quốc nữa. Là vì Trung Quốc không thể đánh Đài Loan, thì đã không thể đánh được rồi thì sẽ không bao giờ đánh tiếp và không bao giờ mất công mà quấy rối nữa. Thì Đài Loan tuyên bố cái đi để cho Mỹ bảo vệ, đi đường nào cũng bảo vệ mà. Thì khi lúc mà tuyên bố, bây giờ tuyên bố một cái mà Mỹ, Trung Quốc không đánh á, thì coi như là vì trên Đài Loan đường đường chính chính là một quốc gia độc lập. Trung lúc đó vài năm sau thì Trung Quốc sẽ không còn lý do gì để mà hâm he xâm sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc được nữa. Đó là cái ý chính của ông Elon muốn nói mà người Đài Loan không hiểu tới. Ông không thể giải thích, là vì ông giải thích ra là ông chống lại Trung Quốc đó, cho nên ông chỉ phát ngôn ra như vậy để là khuấy động cái lãnh đạo Đài Loan thôi, cũng giống như ông khuấy động cái quốc hội rồi Mỹ ngắt, bằng cách ngắt cái internet của Ukraine. Thì mình so sánh hai cái phần này á, mình so sánh hai cái nguồn tin này á, thì cùng giống nhau. Đây là một sự nhắc nhở Đài Loan của ông Elon Musk, hãy ra tuyên bố độc lập đi. À, bây giờ có Mỹ, có Canada, có nhiều nước bảo vệ rồi. Mà Mỹ đã bảo vệ rồi thì Trung Quốc sẽ không dám đánh. Mà đã không dám đánh thì trong một thời gian sau thì sẽ đường đường chính chính là độc lập. Thì coi như là cái quyền tự chủ thuộc về Đài Loan, Trung Quốc không có rờ tới được nữa. Đó là cơ hội ngàn vàng cho Đài Loan, thấy không? Thì nhưng mà họ không hiểu cái ý chính của ổng, ý của ổng muốn nói, muốn khuấy động của lãnh đạo Đài Loan đó thôi. Thì tóm lại bây giờ thì câu chuyện đã kết thúc. Mình nói nôm na là coi như là đã đến giờ đi làm. Thôi mình không có nói tiếp nữa. Bây giờ bị kêu đi làm rồi. Rồi bye bye mọi người. Chào các bạn. Nhớ bấm like và bấm subscribe ủng hộ mình nha. Bye bye.